lãnh đạo công an xã Phù Nham và xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái xác nhận hai nghi can trong thông báo truy tìm đối tượng sát hại nam sinh Nguyễn Cao Sờ, 2001, trú tại Thanh Hóa chạy xe ôm công nghệ rác, chính là người địa phương. Hai nghi can sát hại nam sinh Sờ được lãnh đạo công an xã Thanh Lương và Phù Nham xác định là Đinh Văn Trường 19 tuổi ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái và Đinh Văn Giáp 24 tuổi ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Lãnh đạo công an xã Thanh Lương cho biết, hiện công an ở Hà Nội và công an địa phương đang truy bắt đối tượng Đinh Văn Trường. Đối tượng Đinh Văn Giáp. Trong bức ảnh nam sinh Nguyễn Cao Sờ gửi cho bạn cùng phòng và người bạn gái mới quen trước khi bị sát hại thì đối tượng Đinh Văn Trường là người có dáng vẻ to cao hơn người ngồi cùng và là người không có hình xăm ở cánh tay. Vị này cũng cho biết, trong sáng nay, Đinh Văn Trường vẫn có mặt tại địa phương và hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng gắt gao. Còn lãnh đạo công an xã Phù Nham xác định, một trong hai nghi can sát hại nam sinh Nguyễn Cao Sờ là Đinh Văn Giáp người địa phương. Trong hình ảnh thông báo tìm người, Giáp là đối tượng có hình xăm ở cánh tay. Theo vị này, vào tối qua Đinh Văn Giáp về địa phương nhưng thời điểm này công an xã chưa nhận được thông về việc đối tượng gây ra án mạng ở Hà Nội. Đối tượng Đinh Văn Trường. Đến sáng nay, khi công an xã nhận được thông tin về việc Giáp gây án nên khẩn trương đến gia đình thì mọi người thông báo tối qua thấy nới Giáp phóng viên và hai thằng khác về nhà, mỗi người đi một xe máy được một lúc thì đi luôn. Lãnh đạo công an xã Phù Nham nói. Vị này cho biết thêm, khi về nhà tối qua, Giáp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh. Trước đây, ở địa phương đối tượng không có xe máy. Hiện công an xã đang phối hợp cùng nhiều đơn vị tiến hành truy bắt hắn ở nhiều nơi nhưng chưa phát hiện tung tích, dấu vết gì. Đinh Văn Giáp là đối tượng có hình xăm ở tay. Có thể khẳng định vào tầm khoảng 8 giờ sáng nay đổ lại đến tối qua nới Giáp phóng viên, vẫn chưa biết gì về việc mình bị truy bắt bởi tối hôm qua Giáp vẫn cùng hai tên khác ra xã bên cạnh ăn cơm. Đến khoảng 7 giờ 38 giờ sáng nay, Giáp còn sang nhà Đinh Văn Trường đón Trường đi. Nếu biết mình bị truy bắt chắc chắn chúng sẽ không đi đón nhau như thế. Khi sang đón thằng Trường, thằng Giáp vẫn đi xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh. Lãnh đạo công an xã Phù Nham nói. Thông tin về nhân thân của Đinh Văn Giáp, vị lãnh đạo công an xã Phù Nham cho biết, ở địa phương, đối tượng có một tiền án về tội mua bán người trái phép, bị bắt ngày 5 tháng 4 năm 2013, ra tù vào tháng 2 năm 2018. Bố mẹ đối tượng đã bỏ nhau từ lâu, nhà có hai anh em trai. Hiện em trai Giáp đang trong tù. Từ ngày bố mẹ bỏ nhau, Giáp ở với bố và bà nội nhưng cũng thiếu sự quan tâm của người lớn. Thời điểm mới đi tù về vào năm 2018, Giáp không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện của địa phương. Tuy nhiên, thời gian sau đó đến nay có thể đối tượng đã đi vào con đường nghiện ngập. Tết 2019, Giá còn dẫn một cô gái về địa phương và đưa ra ban công an xã Phù Nham thông báo là bạn gái. Theo nhận định của tôi, Giá đã dính vào nghiện hút ma túy. Bởi nếu chỉ thiếu 1-2 triệu đồng để đi chơi sẽ không đến nỗi ra tay sát hại cậu nam sinh kia cướp tài sản dã man như thế. Lãnh đạo công an xã Phù Nham nhận định.